ý nghĩa của nó như thế nào. Rồi sau đó là giả thuyết nghiên cứu, thì chúng ta có bao nhiêu giả thuyết nghiên cứu và phải nắm rõ từng khái niệm của giả thuyết nghiên cứu. Thì thường chúng ta sẽ có là giả thuyết không là H0 và giả thuyết đối là HA. Đó, thì mình phải nắm được ý nghĩa và cách thức như thế nào khi mà mình chấp nhận hoặc là mình bác bỏ giả thuyết không, giả thuyết đối, và từ đó thì mình chấp nhận hoặc mình bác bỏ cái giả thuyết đối. Thì hai cái nó sẽ bổ sung và nó cũng bổ trợ cho nhau. Thì quan trọng là phải nắm được cái định nghĩa và cái cách để mà mình thiết kế một cái nghiên cứu, và sau đó là thiết kế cái giả thuyết của mình như thế nào. Thì làm sao để mà mình chấp nhận hoặc là mình bác bỏ cái giả thuyết của mình, thì sẽ sử dụng vô giá trị p-value. Đó, thì mình dựa vào giá trị p-value là giá trị gì và như thế nào, thì buổi hôm nay mình cũng sẽ học. Và sau đó là khoảng buổi 6 thì sẽ học nguyên tắc chấp nhận hoặc nguyên tắc bác bỏ giả thuyết không, và mức độ ý nghĩa level of significance là alpha, thì cách tính nó như thế nào, và sau đó là sai lầm thống kê, thì sẽ có sai lầm loại 1 và sai lầm loại 2. Các em có nghe rõ không nha? Nếu mà không nghe rõ thì nhớ nói cho cô nha. Bây giờ tóm tắt buổi học hôm trước để mà mình đi tiếp cái buổi hôm nay á, thì những hôm trước các em đã học về vai trò của thống kê, rồi các loại biến số trong thống kê là như thế nào. Và thường trong thống kê thì có hai loại mà chúng ta có thể phân biệt ra, đó là thống kê mô tả và thống kê suy luận. Thì trong thống kê mô tả, mình thường sẽ diễn đạt những cái thống kê mô tả đó bằng bảng tần số, gọi là frequency table. Đó, thì giống như có nghĩa là khi chúng ta có một dãy số liệu trong một tập dân số, thì làm sao cách trình bày của chúng ta đó là thường sử dụng về cái bảng tần số, là mật độ như thế nào là cao nhất, thấp nhất như thế nào đó, thì thường là sẽ sử dụng về cái bảng tần số này, frequency table. Và sau đó là đo khuynh hướng trung tâm, ví dụ như là dân số nào là cao nhất, rồi mật độ dân số như thế nào, dân số vùng nào là thấp nhất, vùng nào là cao nhất đó. Thì những cái đó là chúng ta đo khuynh hướng trung tâm, và sau đó là đo độ phân tán. Thì những cái này là những khái niệm và những cái cách tính trong thống kê mô tả. Thì những cái này là cô nghĩ là các em đã nắm được rồi đúng không? Trong những cái bài trước đó, thì chắc là sẽ học rất kỹ về những cái phần này. Và sau đó là thống kê suy luận. Thì hôm nay thì thường là sẽ học nhiều về thống kê suy luận. Thì thống kê suy luận nó sẽ bao gồm là có khoảng tin cậy. Khoảng tin cậy thì thường là 95% như thế nào đó. Và kiểm định giả thuyết thống kê. Thì hai phần này nó sẽ là hai phần nằm trong cái phần thống kê suy luận của chúng ta mà sẽ học vào ngày hôm nay. Thì có bạn nào có thể cho cô biết là sự khác nhau giữa thống kê mô tả và thống kê suy luận là như thế nào? Tại sao chúng ta phải phân chia ra là thống kê mô tả và thống kê suy luận? Thì có bạn nào trả lời không? Có thể ghi vào khung chat được. Ủa, nhưng mà cái này nó sẽ không có nhìn thấy cái phần chat ở đây. Điều thứ cô là thống kê mô tả chỉ đơn thuần là mô tả, còn thống kê suy luận thì có thể cho ra một mối kết luận nào đó, có thể là mối quan hệ nguyên nhân kết quả hay là mối quan hệ tương quan. Rồi còn bạn nào có ý kiến nữa không? Mình nên nắm được cái khái niệm thì sau này vô cái phần
chi tiết hơn á, thì mình sẽ nắm bài được dễ hơn. Và những cái khái niệm này là rất là cơ bản thì các em nên nắm được thế nào là thống kê mô tả và thế nào là thống kê suy luận. Vì cách tính nó sẽ khác nhau. Còn bạn nào cho ý kiến nữa không? Mà có bạn nào có câu hỏi gì không? Bạn Huỳnh Thiêu Thu Diệu là thống kê mô tả, sắp xếp và tóm tắt dữ liệu. Thống kê suy luận là đưa ra kết luận về một số lượng lớn dữ liệu thông qua phần nhỏ của nó. Nguyễn Bạn Châu, thống kê mô tả là tập hợp thông tin, ước tính trung tâm, tóm tắt dữ liệu cho có ý nghĩa. Thống kê suy luận là lấy mẫu nhỏ, kiểm tra và đưa ra suy luận. Rồi, các bạn là trả lời đúng rồi nha. Vì đây. Thống kê mô tả là khi chúng ta nắm hết được, chúng ta nắm rõ tất cả các dữ liệu trong toàn bộ dân số, thì chúng ta có mô tả được cái dân số đó, mô tả thì chúng ta sẽ dùng được những cái công thức, những cái bảng như thế này để mà mô tả được dân số, toàn bộ dân số. Nhưng khi thống kê suy luận thì chúng ta chỉ dùng một mẫu nhỏ và từ đó chúng ta kết luận ra được cả dân số đó. Thì tại sao cần phải ước lượng? Đó là sẽ sử dụng trong những trường hợp khi mà tổng dân số đó là vô hạn, ví dụ như là nhiều quá hàng triệu thì mình sẽ không thể nào mình ngồi mình tính hết được từng cái được đó, thì trong trường hợp đó là tổng thể đó là vô hạn và không thể khảo sát hết. Và thêm một cái nữa đó là về phần chi phí và thời gian nữa, thì khi mà số liệu có thể là quá nhiều á thì chúng ta sử dụng suy luận, thì suy luận từ đó chúng ta có thể đưa ra cái ước lượng và đưa ra cái kết luận và không chờ đến khi mà quan sát hết toàn bộ tổng thể. Đó, thì trong ước lượng này, thống kê ước lượng này thì chúng ta có thể ước lượng được điểm và ước lượng được khoảng tin cậy, cái khoảng dao động và sẽ suy ra được kết luận của cả dân số. Về phần thống kê suy luận hoặc là suy lý thì cái định nghĩa đó là làm một quá trình. Là một quá trình qua đó chúng ta có thể đạt được một kết luận về dân số trên cơ sở các thông tin chứa trong một mẫu.
rút ra từ dân số đó. Và mục tiêu của thống kê suy luận là để hỗ trợ các kết luận ngoài dữ liệu tức thời. Thì trong thống kê suy luận là có bao gồm với khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết. Rồi về phần ước lượng thì ước lượng cũng là khi cô đã nói là trong thống kê suy luận thì chúng ta sẽ dùng rất nhiều là phần ước lượng. Đó, thì trong cái tiến trình ước lượng như vậy thì sẽ bao gồm việc tính toán từ số liệu của mẫu, một số thống kê được xem như đại biểu gần đúng của thông số tương ứng với của cả dân số. Thì về cơ sở lý luận của phép ước lượng. Đó, thì thường là khi mà chúng ta làm về trong các công tác y tế thì quan tâm đến những thông số như là số trung bình, tỷ lệ của các dân số khác nhau. Và như vậy thì có hai lý do giải thích tại sao cần phải ước lượng. Thì lý do thứ nhất là hầu hết các dân số tuy là hữu hạn nhưng không thể khảo sát toàn bộ 100% do vấn đề chi phí. Và thứ hai đó là không có khả năng khảo sát đầy đủ các dân số vô hạn. Và trong phần ước lượng này thì chúng ta có hai loại số ước lượng, đó là số ước lượng điểm Bond estimate và số ước lượng khoảng, đó là interval estimate. Rồi về phần định nghĩa ước lượng khoảng và ước lượng điểm là như thế nào thì mình cũng cần nên nắm vững về số ước lượng điểm là một giá trị đơn bằng số được dùng để ước lượng thông số tương ứng của dân số. Còn về phần ước lượng khoảng là gồm hai giá trị bằng số xác định một khoảng các giá trị với một độ tin cậy cho trước mà chúng ta tin rằng sẽ bao gồm thông số đang được ước lượng. Về phần cách tính và những công cụ tính thì về công cụ ước lượng chúng ta sẽ có cái công thức tính của nó như thế này. X ngang và trên tổng của tất cả các giá trị trong số mẫu và chia cho số tổng. Thì trong cái phần đây là về phần ước lượng. Thì phần ước lượng này sẽ làm có công thức là x ngang, nhưng mà khi mà giống như là chỉ số trung bình á, thường nó là chỉ số trung bình. Còn trong cái phần chúng ta biết được cả toàn bộ dân số thì nó sẽ gọi là cái trung bình của dân số mi. Về cái cách làm sao mà chọn dân số chọn mẫu và dân số đích là nguyên cả một tập hợp. Thì về dân số chọn mẫu là dân số mà từ đó người ta thực sự rút ra một mẫu. Còn về dân số đích là dân số mà người ta muốn tìm một kết luận cho nó. Và hai dân số này thì có thể giống hoặc khác nhau. Về các phương pháp suy luận thống kê chỉ cho phép rút ra những kết luận về dân số chọn mẫu. Thì nếu như mà dân số mẫu và dân số của cả một tập hợp bằng nhau thì mình kết luận về dân số đích mang tính suy luận thống kê. Còn nếu dân số chọn mẫu khác với lại dân số đích thì kết luận về dân số đích chỉ dựa trên các xem xét không mang tính thống kê. Đây là những cái phần định nghĩa thôi, thì mình nắm vững nó thôi. Và về khoảng tin cậy cho trung bình dân số thì giống như là khi mà chúng ta có một tập hợp dân số thì mình rút ra một số mẫu để mà mình tính trên cái số mẫu đó. Và đây là những cái công thức để mà mình tính thì gọi là phương pháp trung bình mẫu. Đó, như cô đã nói thì khi mà chỉ có một mẫu thôi thì mình sử dụng là x ngang. Còn khi mà có cả một dân số lớn á, thì thường nó sẽ là mi. Và tuy có thể dùng x ngang làm số ước lượng cho điểm mi nhưng không thể kỳ vọng x ngang bằng với lại mi được vì tính không nhất quán của cách chọn mẫu.
Do vậy ước lượng mu bằng một khoảng đó, cho nên một khoảng đó thì chúng ta gọi là interval, sẽ phần nào truyền tải được các thông tin về độ lớn có thể có của mu hơn. Rồi bây giờ là phép khi mà chúng ta tính cái phương pháp trung bình mẫu. Thì trung bình mẫu của một cái phân phối bình thường á, thì cái giá trị mu là sẽ là của tổng cả dân số. Còn phương pháp mà đối với tính chất phân phối bình thường thì của x ngang sẽ giúp biết được rằng là có khoảng 95% các giá trị của x ngang là nằm trong khoảng 2 độ lệch chuẩn tính từ số trung bình và 2 điểm cách đều số trung bình một khoảng bằng 2 độ lệch chuẩn thì được tính sẽ bằng công thức như thế này: mu trừ cho 2 sigma và mu cộng 2 sigma của giá trị x ngang. Thì như vậy cái khoảng cách mà mu cộng trừ cho 2 sigma của giá trị x ngang là sẽ chứa khoảng 95% các giá trị có thể có của x ngang. Thì đây là cái cách mà mình khái niệm và mình hiểu là 95% khoảng tin cậy nó sẽ là như thế nào. Về phần phép ước lượng thì khi do dân số của chúng ta là vô hạn cho nên là khi mà không biết được giá trị của mi thì nên cái biểu thức mà mi cộng trừ 2 sigma của cái x ngang thì sẽ không có ý nghĩa gì lớn. Tuy nhiên với số ước lượng điểm của mi là x ngang thì vấn đề có thể giải quyết được. Giả sử dựng được các khoảng cách đều hai bên cho tất cả các x ngang đó, thì chúng ta sẽ có một số lượng rất lớn các khoảng cách có dạng như là x ngang cộng trừ 2 sigma của x ngang có bề rộng bằng với bề rộng của khoảng cách xung quanh mi. Thì như vậy là chúng ta làm kết luận đó là gần 95% của các khoảng này thì chắc chắn sẽ có tâm điểm là nằm trong khoảng 2 sigma của x ngang xung quanh mi và mỗi khoảng có tâm điểm nằm trong khoảng 2 sigma x ngang xung quanh mi thì sẽ chứa giá trị mi. Tức là khi mà chúng ta không xác định được cái giá trị của mi này vì vì số lượng dân số là cực kỳ lớn thì chúng ta sử dụng cái công thức phép ước lượng. Thì trong công thức của phép ước lượng này chúng ta có thể kết luận đó là khoảng 95% của các khoảng này đó, thì mỗi tâm điểm trong mỗi khoảng trong tâm điểm nằm trong cái vùng này thì xung quanh nó là vùng xung quanh mi thì tức là nó sẽ có chứa cái giá trị mi này. Về công thức để các em có thể nắm vững hơn đó là về phần ước tính khoảng. Thì đây là công thức, nó sẽ là công cụ ước lượng là estimator và cộng trừ với lại hệ số độ tin cậy nhân với độ lệch chuẩn. Thì độ lệch chuẩn là các em đã học công thức về độ lệch chuẩn rồi thì đây là cái công thức rất là quan trọng để mà chúng ta phải nhớ khi mà dùng trong tính toán về trong công thức độ lệch chuẩn đó. Thì khi mà lấy mẫu từ phân phối chuẩn với phương sai đã biết thì cái ước lượng cho khoảng mi có thể được biểu thị như sau. Thì đây là công thức về phần phía trên khi cô đã giải thích đó. Đó, thì đây là những cái phần mà giải thích hết tóm gọn lại cho cái phần công thức này. Phần công thức x ngang cộng trừ z alpha chia 2 và sigma của x ngang.
Thì đây là cái phần mà về ước ước tính khoảng. Thì mình sẽ dùng cái công cụ này cho những cái phần bài tập mà để ước tính khoảng. Và quan trọng là biết được cách tính của hệ số tin cậy và độ lệch chuẩn. Bây giờ ôn lại một chút về độ lệch chuẩn là gì và cái công thức tính của nó như thế nào. Thì độ lệch chuẩn đó là trung bình của mẫu, means of the sample. Thì đây là công thức tính của độ lệch chuẩn. Và khi mà chúng ta có y giá trị đó là margin of error, tức là cái biên độ sai số, thì có cái công thức tính của biên độ sai số. Thì đây là những cái công thức mà các em cần phải nắm vững. Về cách tính của hệ số tin cậy. Hệ số tin cậy là gì và cách tính nó như thế nào? Thì hệ số tin cậy nó có nghĩa là 1 trừ cho alpha và khoảng tin cậy dành cho mu. Thì đây là công thức giống như phía trên. Đây, khoảng tin cậy. Thì đây là công thức mà chúng ta cần phải nắm xuyên suốt trong cái phần về ước tính khoảng 95% độ tin cậy. Thì đây là cái bảng biểu thị khi để mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái độ phân bố của cái khoảng tin cậy nó như thế nào. Thì thường là 1 trừ alpha, đây là hệ số tin cậy là khoảng 0,95. Thì về vùng này là alpha chia 2. Và alpha chia 2 thì thường trong các bài tập, đây là các sự phân bố xung quanh cái giá trị mu. Đây là giá trị mu chúng ta sẽ nằm ở đây. Và phần 2 sigma của x, 2 sigma của x thì đó là cộng trừ 2 sigma của x, nó sẽ nằm trong khoảng này. Thì do vậy là cái phần mà 95% độ tin cậy của mu, tức là cái phần giá trị nó sẽ phân bố xung quanh cái phần mu này, và từ đó thì chúng ta sẽ ước lượng được cái giá trị của mu. Về diễn giải độ tin cậy thì khi chúng ta tính được 95% khoảng tin cậy đó thì chúng ta có thể kết luận được như thế nào và hiểu ý nghĩa của nó như thế nào. Thì 95% độ tin cậy đó có ý nghĩa là trong lấy mẫu lặp lại từ cái khoảng dân số rất là vô hạn đó, thì từ một cái tổng thể dân số, từ một tổng thể phân bố chuẩn với độ lệch chuẩn đã biết, thì 100 của 1 trừ cho alpha, thường cái này sẽ là 95% của tất cả các khoảng, sẽ bao gồm giá trị trung bình của tổng thể mu. Đó, thì như phần lúc nãy cô đã giải thích, tức là phần mu mu nó sẽ là nằm giá trị này, và phần x nha, x là nguyên một khoảng phân bố như thế này, thì chúng ta sẽ xác định được là khoảng 95% của giá trị x thì nó sẽ phân bố xung quanh cái giá trị mu này, để từ đó chúng ta ước lượng được cái giá trị mu, mặc dù chúng ta không thể biết được, không thể tính được ngay ngay một lúc là cái giá trị mu. Do đó là chúng ta tính 95% khoảng tin cậy. Rồi về phần ví dụ, thì cho ví dụ để mà chúng ta có thể hiểu rõ hơn, vì nãy giờ là phần công thức và phần lý thuyết là nhiều. Do đó là ví dụ trong bài tập này, thì giả sử một nhà nghiên cứu có quan tâm đến việc ước tính mức độ trung bình của một số loại enzyme trong một quần thể người nhất định, thì lấy một mẫu trong một quần thể đó là gồm 10 cá thể, xác định mức độ của loại enzyme trong mỗi người và tính giá trị trung bình của mẫu là 22. Tức là khi người đó tính được, người đó lấy 10 cá thể trong một mẫu đó và tính ra được giá trị trung bình của mẫu đó là 22. Thì giả sử thêm nữa là
biến, cái phần biến quan tâm được phân phối gần đúng chuẩn với phương sai là 45, tức là trong bài này thì cũng đã biết được phương sai. Do đó là đề bài đưa ra là chúng ta sẽ ước tính mu là khoảng tin cậy 95% của một tập hợp dân số này, và mẫu thì là mẫu là gồm 10 cá thể. Rồi, thì phần này thì cô cũng sẽ đưa ra phương pháp giải pháp luôn để mình nắm rõ được cách tính như thế nào. Thì 95% khoảng tin cậy của mu á, công thức thì mình đã được tính, đã được đưa ra từ lúc nãy rồi. Đây, công thức tính x ngang cộng trừ z alpha chia 2 chia cho nhân cho sigma của x ngang. Thì trong cái phần này, số 2 này là ở đâu? Thì cái số 2 á, thì đa phần là họ sẽ giả định trong bài này á, là không có tính cái phần z lambda chia 2 này, vì cái z lambda chia 2 thì thường là họ giả định cho gần bằng, thường nó sẽ là 1.96, nhưng mà trong cái ví dụ này để cho đơn giản và dễ hiểu thì nó sẽ là cho gần bằng 2 luôn. Rồi thì cái này là lambda của x này là hệ số độ lệch chuẩn. Đó, thì đây là cái công thức tính của độ lệch chuẩn thì mình đã cũng đã học rồi. Rồi, vậy thì độ lệch chuẩn là bằng căn của phương sai chia cho số tổng n. Thì ở đây là sẽ là căn của 45 phương sai và chia cho tổng là 10 cá thể. Thì chúng ta sẽ tính ra được là 22 cộng trừ cho 2 và nhân cho cái khoảng mà mình đã tính ra độ lệch chuẩn. Và sẽ cuối cùng là sẽ ra được 95% khoảng tin cậy, thì sẽ là từ 17.76 cho đến là 26.24. Vậy thì chúng ta sẽ diễn giải được cái khoảng tin cậy này có nghĩa là như thế nào. Bây giờ có bạn nào giải thích được cái khoảng tin cậy này có nghĩa là như thế nào không? Khi mà chúng ta đã tính ra được, thì theo đề bài là đã tính ra được 95% khoảng tin cậy, và sau đó là mình nên hiểu rõ, nắm rõ được ý nghĩa của những cái thông số này là như thế nào. Vì đây là có cách tính, có công thức tính hết rồi. Đó, thì chúng ta chỉ áp dụng công thức tính thôi. Thì tính cái khoảng tin cậy này mình sẽ ra được hai thông số như thế này. Vậy thì ý nghĩa của hai thông số này là như thế nào? Rồi, có bạn nào trả lời không, hoặc có thể nhắn vô khung chat cũng được.
Và cái phần công thức tính khoảng nha, thì đây công thức này thì các em cần nên ghi nhớ của cái bài khoảng tin cậy này, tức là bằng x ngang này cộng trừ với z alpha chia 2 nhân cho sigma của x, thì cái này nó sẽ tương ứng với trên đây, đó là công công cụ ước lượng cộng trừ hệ số tin cậy và nhân với độ lệch chuẩn. Thì hệ số tin cậy là gì thì phần này chúng ta sẽ đã học rồi, hệ số tin cậy đây, và độ lệch chuẩn thì mình cũng có công thức tính rồi. Còn về phần độ, về phần diễn giải của khoảng tin cậy, tức là chúng ta sẽ có 100 của 1 trừ alpha của cái phần trăm của tất cả khoảng thì sẽ bao gồm giá trị trung bình của tổng thể mu. Vậy thì khi trong cái bài ví dụ này, trong bài ví dụ này đó là chúng ta muốn ước tính mu là 95% khoảng tin cậy và ra được hai giá trị là 17.76 và 26.24, thì có bạn nào có thể diễn giải cho cô là hai giá trị này thì nó có ý nghĩa như thế nào? Dạ, nếu thử nghiệm lặp lại 100 lần thì có 95 lần là xảy ra từ 17 tới 76 tới 26 tới 24 ạ. Rồi, có bạn nào có ý kiến khác nữa không? Rồi, khi bài này thì chúng ta tính được 95% khoảng tin cậy là sẽ khoảng từ 17.76 cho đến 26.24. Thì nó sẽ có ý nghĩa là phần diễn giải này nè, tức là khoảng
chúng ta sẽ kết luận là khoảng 95%. 95% từ cái giá trị 17.76 cho đến 26.24 thì sẽ chứa cái giá trị trung bình của My. Đó, tức là cái giá trị này là xác định cho mẫu gồm 10 cá thể. Thì mình kết luận là 95% những cái giá trị từ 17 cho đến 26 này thì sẽ chứa giá trị trung bình và giá trị mui. Về khoảng tin cậy thì như cái phần trên lúc nãy cô đã nói rồi, thì cái phần này là một cái bài ví dụ cơ bản thôi, thì cho nên cái hệ số tin cậy á, họ sẽ cho là bằng 2. Và thường thay vì bằng 2 á, thì cái giá trị chính xác hơn của hệ số tin cậy tương ứng là đối với 0.95, tức là đối với 95% khoảng tin cậy á, thì cái giá trị hệ số tin cậy đó là 1.96. Thì trong cái này á, về cái nguyên nhân mà sâu xa hơn vì sao mà có những cái số này, thì trong cái phần mà sát á, các em tra những cái bảng trong cái bảng trang cuối của sát á, thì sẽ có rất là nhiều cái giá trị của Z và tương ứng với cái hệ số tin cậy, giống như là khi mà 0.95 thì mình sẽ có giá trị là 1.96. Còn đối với những cái hệ số tin cậy khác, ví dụ như khi mà mình không có tính cái 0.95 khoản tin cậy nữa, nhưng mà mình tính là 0.90 hoặc là 0.99, thì các hệ số tin cậy tương ứng đối với 0.90 đó là 1.645. Còn đối với 0.95, tức là 95% khoản tin cậy ấy, là cái số mà mình hay thường sử dụng nhất, thì hệ số tin cậy nó sẽ là 1.96. Còn đối với 99 khoản tin cậy là 0.99 này, thì hệ số tin cậy tương ứng của nó đó là 2.58. và cái biểu đồ mà mình biểu hiện cho cái giá trị đó, tức là P và khoảng Z đi từ âm 1.96 cho đến 1.96, tức là bằng với lại 0.95. Tức là đây là nói về đến những cái hệ số tin cậy từng tin cậy khác nhau. Thì ví dụ như khi mà bài muốn tính 90% khoản tin cậy, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái hệ số là 1.645. Còn khi mà tính 99% khoản tin cậy thì chúng ta sử dụng hệ số là 2.58. Rồi đối với phần ôn lại cái diễn giải khoản tin cậy lúc nãy, thì đây là công thức xuyên suốt của cái phần này. Về khi mà mình tính khoản tin cậy thì mình luôn áp dụng cái công thức này. Thì x nhật ngang đó là công cụ ước lượng, estimator. Và 2 thì thường là 2 là hệ số tin cậy, nhưng mà 2 này là khi mà mình đã làm tròn 1.96. Thường người ta sẽ làm tròn là 2, nhưng mà để mà tính thật là chính xác thì mình sẽ dùng là 1.96, chứ mình không dùng là 2. Hai là để cho dễ nhớ hơn thôi, và nhân cho hệ số chuẩn, sai số chuẩn, độ lệch chuẩn đó, standard error. Thì khi mà lấy mẫu từ một dân số phân phối bình thường với phương sai biết trước, thì khoảng ước lượng cho mu là sẽ được tính bằng công thức này. Đó. Thì khi mà mình tính khoảng ước lượng thì hai nó sẽ không, mình sẽ không có giả định cho nó là 2 nữa, nhưng mà mình phải tính được ra hệ số tin cậy. Đó, thì những cái hệ số tin cậy ở đây là đã cho trước luôn rồi, nó là 1.645, 1.96 và 2.58.
Nên là sai số chuẩn, độ lệch chuẩn thôi. Thì công thức nó cũng đơn giản, nó không phải là phức tạp. Rồi khi mà mình diễn giải khoảng tin cậy, thì đối với hệ số tin cậy bằng 2 như cái ví dụ lúc nãy đó, thì trong trường hợp mẫu lấy mẫu lặp đi lặp lại nhiều lần là gần 95% các khoảng, đó là được thiết lập bởi cái biểu thức như thế này. Biểu thức số 1 này là biểu thức của khoảng tin cậy, thì sẽ chứa trung bình dân số đó. Thì trung bình dân số đây là mu đó. Thì như lúc nãy mình đã giải thích là 95%, đây 95% khoảng từ 17.76 cho đến 26.24 là 95% trong cái khoảng này sẽ chứa giá trị trung bình mu, là giá trị của cả một tập hợp nhiều hơn số lượng là 10, vì bài này chỉ tính trên 10 thôi. Nhưng mà mình tính cái, vì mình muốn ước tính cái khoảng mu, nhưng mà mình không thể biết được những cái số mà nhiều hơn giá trị 10 này, vì mình thường một thí nghiệm ví dụ mình chỉ đo được 10, có thể vì thời gian rồi số lượng có hạn nữa thì mình chỉ đo được 10, nhưng mà mình có thể suy ra ước tính được 95% từ cái khoảng này thì nó sẽ có chứa giá trị trung bình. Rồi đó, thì về diễn giải xác suất thì trong trường hợp lấy mẫu lặp lại nhiều lần từ một dân số phân phối bình thường với độ lệch chuẩn biết trước, thì 100 của 1 trừ cho alpha phần trăm, tức là cái này thường là 95%, cũng có thể là 90% hoặc 99% gì đó, thì tùy vào cái mục đích mà mình muốn muốn tính, muốn cái độ tin cậy nó cao hơn hoặc thấp hơn, thì nó sẽ dao động là 90, 95 và 99% của tất cả các khoản, thì sẽ có dạng như công thức như lúc nãy thì mình đã nói rồi đó, thì sẽ chứa trung bình dân số là mu. Rồi đối với đại lượng là 1 trừ alpha thì trong trường hợp này là bằng 0,95, nó được gọi là hệ số tin cậy hoặc là mức độ tin cậy. Và khoảng khoảng mà mình sẽ tính đó là x ngang cộng trừ z của 1 trừ alpha chia 2 và sigma x ngang, thì được gọi là khoảng tin cậy 95% cho giá trị mu, giá trị của trung bình dân số. Về phần mà diễn giải thực tế thì khi lấy mẫu từ một dân số phân phối bình thường với độ lệch chuẩn biết trước thì chúng ta sẽ có khoảng độ tin cậy là khoảng tính đơn lẻ, tức là cái khoảng mình tính ra thì sẽ có chứa trung bình dân số là mu. Rồi đối với khoảng tin cậy, hệ số tin cậy ở trên ví dụ, trong ví dụ trên á, thì được tính chính xác hơn, đó là sẽ thay bằng 1,96 thay vì là 2. Thì trong các điều kiện khác có thể dùng bất cứ hệ số tin cậy nào, nhưng các trường hợp thường dùng nhất đó là 0.95 thì tương ứng với Z là 1,96, còn 0.90 thì tương ứng với Z là 1.645, 0.99 thì tương ứng với Z là 2.58. Hai phần này là mình diễn giải lại cái phần này cô đã nói đó, thì ba cái hệ số tin cậy mà mình thường sử dụng nhất, khi mà 0.90 thì mình sẽ sử dụng hệ số tin cậy 1.645, 0.95 thì là 1.96 và 0.99 là 2.58 đó. Thì đây là mình diễn giải, cách diễn giải để mà hiểu rõ hơn những cái hệ số như thế này. Rồi bây giờ đến ví dụ 2. Ví dụ 2, một nhà trị liệu vật lý muốn ước tính độ tin cậy là 99%.
Sức mạnh tối đa trung bình của một cơ cụ thể trong một nhóm cá thể nhất định. Thì nhà vật lý này giả định rằng điểm sức mạnh được phân phối xấp xỉ chuẩn với phương sai là 1.44. Tức là khi mà chúng ta có phương sai, đã có sẵn phương sai và một mẫu mà mình muốn ước lượng, đó là gồm 15 đối tượng tham gia thí nghiệm cho kết quả trung bình là 84,3. Thì đề bài đưa ra là ước tính cái khoảng tin cậy. À, đây là ghi sai nha, đây là ghi bị sai là 99% chứ không phải 95 nha. Vì đây trên đây là ghi 95, 99. Đề bài đưa ra đó là tính khoảng tin cậy 99% của cả dân số của trung bình Mi. Đó. Thì tóm tắt của cái đề bài này tức là mình tính khoảng tin cậy 99%. Vì khi mà cái nhà vật lý trị liệu này đo được cái đối tượng là đo đo 15 đối tượng thì có kết quả trung bình của cái sức mạnh của cơ. Đó, thì sức mạnh của cơ là 84,3 của giá trị trung bình 15 đối tượng và đã có phương sai. Thì bây giờ các em tính khoảng tin cậy của 99%. Rồi, bây giờ các em thử làm bài này mà kết quả thì các em đánh vô cái phần khung chat nha. Nếu có câu hỏi gì thì các em cứ hỏi nha. Nào, bây giờ lớp mình làm tầm khoảng 10 phút làm bài này nha. Bài này là tính 99% khoảng tin cậy nha, không phải là 95. Thì bị sai số.
Các bạn đã tính xong chưa? Mình tính 99% phải tin cậy của bài ví dụ thứ hai này. Đa số là các bạn tính đúng rồi đó. Đây, đây là lời giải của bài ví dụ thứ hai. Thì cái này nó là cái thi bằng tiếng Anh nhưng mà nó là cùng chung một bài thôi. Thì mình cũng tính 99% khoảng tin cậy. Thì bước thứ nhất là mình phải lưu ý đối với bài tính 95% thì mình sẽ sử dụng Z là hệ trừ số khác, mà 99 hoặc là 90 thì sẽ sử dụng cái hệ số Z là hệ số khác. Thì đối với hệ số Z trong bài này tương ứng với lại hệ số tin cậy là dùng 99%, thì hệ số mình sẽ sử dụng là 2.58. Đó là hệ số tin cậy. Và công thức tính độ lệch chuẩn thì đã có công thức tính và mình cũng đã biết phương sai của bài này là 1.44 và số mẫu là mình đo được trên 15 mẫu thì mình tính được sai số chuẩn, độ lệch chuẩn, đó là công thức tính lambda x ngang. Và 99% của khoảng tin cậy cho giá trị nguy là sẽ bằng với mean là 84,3 cộng trừ 2.58 là hệ số tin cậy và nhân cho độ lệch chuẩn thì mình đã tính ra được là khoảng gần 3.09 và suy ra hệ số tin cậy của mình đó là 7.76.3 cho đến 92,3. Thì diễn giải ra chúng ta có thể hiểu được là 99% của khoảng từ 76,3 cho đến 92,3 thì sẽ có chứa giá trị nguy là giá trị trung bình của cả tổng dân số mà mình muốn đo, thì nó sẽ dao động từ 76 cho đến 92% cho đến 92,3 cái sức mạnh của cơ mà nhà vật lý này muốn đo. Thì mình có thể tự tin mình kết luận đó là 99% trong cái khoảng tin cậy đó thì nó sẽ dao động trong khoảng này. Thì rồi thì bài này là các em đều nắm được rồi về cái phần ý nghĩa của nó và cũng biết được cách tính. Thì nếu em nào mà chưa biết rõ, chưa hiểu rõ thì mình ghi lại để ghi nhớ cái cách tính cho những cái bài tiếp theo và sau này áp dụng trong những cái bài nghiên cứu của mình. Thì đây là cái cách tính, một cái cách ví dụ. Rồi, bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo. Sau khi mà đã biết được cái bài của cách tính 99% khoảng tin cậy rồi nha. Bây giờ mình sẽ đến phần là khoảng tin cậy cho hiệu 2 trung bình dân số. Thì những bài trước là mình chỉ lấy làm trung bình của một dân số, rồi mình lấy số mẫu đó ra từ một dân số đó để tính trên số mẫu đó và suy luận ra cho cả một dân số. Thì trong bài này chúng ta tính trên hai dân số. Khi lấy mẫu từ hai dân số phân phối bình thường với các phương sai biết trước thì khoảng tin cậy 95% cho hiệu của hai dân số thì mình lấy mu 1 trừ cho mu 2, tức là mình sẽ lấy cái trung bình của từng mẫu x1 trừ cho x2 rồi cộng trừ cho hệ số z
Như lúc nãy thì mình đã biết thì cái này sẽ là không đổi, và chia cho cái hiệu số chuẩn, độ lệch chuẩn. Thì độ lệch chuẩn này mình sẽ tính lại trên hai trung bình dân số chứ không phải là một dân số nữa. Thì nó sẽ có công thức như thế này, sẽ cộng dân số 1, dân số 2 và căn, thì sẽ tính ra được độ lệch chuẩn. Và bây giờ là cái ví dụ chứng minh để hiểu rõ hơn về về hai dân số thì như thế nào. Thì trong một nhóm nghiên cứu thì họ quan tâm đến sự khác biệt về nồng độ uric acid trong huyết thanh ở bệnh nhân không có và bệnh nhân có hội chứng Down. Thì từ một bệnh viện điều trị trẻ chậm phát triển có hội chứng Down thì họ chọn 12 trẻ trong cùng một bệnh viện A chẳng hạn, thì họ đo kết quả ra được cái số trung bình. Đó, số trung bình của axit trong cái huyết thanh đó là 4,5 trên 100 ml. Còn từ một bệnh viện đa khoa, ví dụ bệnh viện khác, bệnh viện B chẳng hạn, thì họ chọn 15 trẻ có cùng tuổi và cùng với phái, tức là cùng với cùng nam hoặc cùng nữ đó, với nhóm trên, thì cho được cái kết quả là X2, là cái nồng độ trung bình của trong cái nhóm 2 từ cái bệnh viện đa khoa này là 3,4 trên 100 ml. Và giả sử rằng hai dân số các giá trị nồng độ uric acid trên phân phối bình thường với phương sai đã tính lần lượt là 1 và 1,5 của hai dân số này, rồi thì chúng ta tìm khoảng tin cậy 95% cho hai dân số này, cho mi 1 trừ cho mi 2. Rồi thì đề bài này các em nắm rõ rồi đúng không nè? Là mình có hai cái số mẫu 12 trẻ và 15 trẻ từ hai bệnh viện khác nhau, là rất là độc lập chứ không có giống nhau. Thường có những cái số mẫu nó sẽ giống nhau nữa, mẫu độc lập hoặc là không độc lập. Thì cái này là hai mẫu khác nhau và có hai cái độ trung bình đã đo được và cũng đã biết được phương sai của hai cái mẫu này, và mình sẽ tính 95% khoảng tin cậy. Rồi, bây giờ bước đầu tiên là số ước lượng điểm cho mi 1 trừ cho mi 2, tức là sẽ bằng trung bình của mẫu 1 trừ cho trung bình của mẫu 2. Tức là mình lấy 4,5 trừ cho 3,4 như trên đây mình đã có. Đây, cái đo mẫu 4,5 trừ 3,4 thì ra được 1,1. Và sau đó là hệ số tin cậy tương ứng với 0,95. Thì thường là những cái này là cho bạn, nhưng mà khi cô đã đưa ra sẵn một vài sự thông số trước rồi đó, là ví dụ như đối với 90 hoặc đối với 99 thì nó sẽ có những thông số khác nhau. Thì trong bài này là thông số 0,95 thì mình tra được bạn đó là 1,96, thì mình sẽ dùng số 1,96 này. Rồi mình tính cái sai số chuẩn, thì sai số chuẩn như trên công thức tính này mình đã tính đối với một một mẫu số, một cái mẫu dân số thì mình đã có cách tính rồi của độ lệch chuẩn của một dân số, còn đây là hai dân số thì mình áp dụng cho công thức này. Đây thì mình sẽ lấy căn của cái tổng là 1 chia cho 12 là của cái phương sai ấy, chia cho số mẫu nè, rồi cộng với cái phương sai của mẫu thứ hai chia cho tổng của mẫu thứ hai là 15, cộng hai cái này lại rồi mới nên lấy căn của cả tổng thì sẽ bằng là 0,4282. Và cái khoảng tin cậy 95% đó thì mình chỉ áp cái công thức tính ngay từ ban đầu vô thôi. Thì cái này chỉ là cho hai dân số thì mình lưu ý một tí là sẽ phải tính những cái bước này trước đó. Thì những công thức này nó cũng chỉ là phân tích ra từ cái hai mẫu thôi. Ban đầu mình tính một mẫu thì bây giờ mình lưu ý vào là có hai mẫu rồi. Thì hai mẫu ở đây đó thì lúc đó cũng cũng là min thôi, min của hiệu của hai dân số thì mình đã tính ra được rồi là 1,1.
và cộng trừ cho 1,96. Cái này là hệ số Z là lúc đầu cũng đã dặn rồi, là 1,96, và tính ra được độ lệch chuẩn của trung bình hai dân số là 0,42 thì nhân vào đấy thì sẽ ra được là 1,1 cộng trừ cho 0,84, thì ra được cái hệ số của mình nó sẽ dao động là 0,26 cho đến 1,94. Vậy thì chúng ta sẽ kết luận ra được là chúng ta 95% tin tưởng rằng hiệu của hai dân số, tức là 11 trừ cho 12, đâu đó sẽ nằm ở giữa 0,26 cho đến 1,94. Đó là cái khoản tin cậy 95% mình đã tính ra. Thì nó cũng có ý nghĩa khác, đó là khi lấy mẫu lặp lại nhiều lần là 95%. Thì mình sẽ khoản tin cậy 95%, cái khoản tin cậy này là sẽ chứa hiệu của hai dân số. Đó. Rồi. Cái này là bài này lúc nãy là nói rồi luôn. Là cái bài ở trên này. Đó, thì mình đã hiểu được là hiệu của hai dân số là như thế nào rồi. Thì bây giờ đến phần giả thuyết nghiên cứu. Thì cũng giống như với phương pháp ước lượng, thì mục đích của kiểm định giả thuyết nhằm giúp đạt được một kết luận liên quan đến một dân số bằng cách khảo sát một mẫu rút ra từ dân số đó. Và cái khái niệm cơ bản là một giả thuyết có thể được định nghĩa là một phát biểu về một hoặc nhiều dân số. Đó, thì mình cũng đã có ví dụ đối với hai dân số là như thế nào rồi. Tức là cái giả thuyết đó không mình không chỉ là áp dụng cho một dân số mà cũng có thể cho nhiều dân số. Và giả thuyết thường liên quan với các thông số của những dân số được phát biểu đến. Bằng kiểm định giả thuyết, người ta xác định được là các phát biểu này có phù hợp với số liệu có sẵn hay không. Thì đây là những phần định nghĩa về giả thuyết nghiên cứu là gì và ứng dụng của nó như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần các bước trong kiểm định giả thuyết thống kê. Thì sẽ gồm có nhiều bước. Thì bước thứ nhất đó là về số liệu data. Trước hết là mình phải xem cái số liệu như thế nào. Về bản chất của số liệu làm cơ sở cho phương pháp kiểm định thì phải được biết rõ. Ví dụ như có bao nhiêu số liệu, rồi bao nhiêu cái mẫu số cần phải đo. Và sau đó là chúng ta bước thứ hai đó là về phần giả định. Thì các giả định quan trọng trong phép ước lượng cũng quan trọng trong kiểm định giả thuyết, thì bao gồm có phân phối bình thường của dân số, phương sai bằng nhau và mẫu độc lập. Về phần giả thuyết thì trong kiểm định giả thuyết thì sẽ có hai giả thuyết thống kê, đó là giả thuyết trống và hoặc gọi là giả thuyết không và giả thuyết đối hoặc là giả thuyết thay thế. Đó, thì tiếng Anh của nó chỉ có một tên thôi, nhưng tiếng Việt của mình dịch ra có thể là giả thuyết trống hoặc giả thuyết không rồi giả thuyết thay thế. Thì null hypothesis tức là giả thuyết cần được kiểm định, ký hiệu là H0. Giả thuyết này thì thường được gọi đó là giả thuyết không có sự khác biệt vì là phát biểu đồng ý hoặc là không khác biệt với điều kiện được giả định là đúng trong dân số được quan tâm. Nói chung, giả thuyết không được thiết lập nhằm mục đích đặc biệt là để phủ định, là để bị phủ định. Rồi trong tiến trình kiểm định, H0 hoặc bị từ chối hoặc là không từ chối. Nếu H0 không bị từ chối, chúng ta nói rằng số liệu để tiến hành kiểm định không cung cấp đủ bằng chứng để đưa đến sự từ chối. Nếu tiến trình kiểm định đưa đến sự từ chối, chúng ta nói rằng số liệu hiện có không thích hợp với H0 nhưng lại thích hợp với một số giả thuyết khác. Rồi đối với giả thuyết thay thế,
hoặc là giả thuyết đối, tức là giả thuyết này sẽ nó sẽ đối lập với lại cái giả thuyết không ban đầu. Thì ký hiệu đó là HA, là phát biểu về điều chúng ta sẽ tin là đúng nếu số liệu của mẫu làm cho ta phải từ chối H0. Thông thường giả thuyết thay thế và giả thuyết nghiên cứu là giống nhau. Đấy, thì trong giả thuyết thống kê chúng ta sẽ có hai giả thuyết, đó là giả thuyết không và giả thuyết thay thế. Thì trong giả thuyết không, thường đó, giả thuyết không mình sẽ đưa ra đó là không có sự khác biệt giữa hai dân số hoặc là giữa giữa những cái số mẫu mà mình đo. Thì thường mình sẽ đưa ra cái giả thuyết đó gọi là giả thuyết không. Thì giả thuyết này thường là để bị phủ định. Thì sau khi chúng ta có các bước tính toán thì chúng ta sẽ kết luận đó là chúng ta sẽ từ chối hoặc là không từ chối cái giả thuyết không này. Và từ đó thì suy luận ra là chúng ta sẽ chấp nhận hay là chúng ta từ chối cái giả thuyết thay thế. Vì giả thuyết thay thế này thường là đối lập lại với lại cái giả thuyết không. Và cái quy tắc trong phát biểu giả thuyết thống kê thì kết quả mà ta hy vọng hoặc mong muốn có được từ phép kiểm thường được đặt trong cái giả thuyết thay thế và giả thuyết đối. Còn cái giả thuyết không, H0, phải bao gồm một phát biểu về đẳng thức, tức là bằng nhau hoặc là nhỏ hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng. Tức là khi mà không có sự khác biệt giữa hai dân số thì có thể là mi 1 bằng mi 2, mi 1 nhỏ hơn hoặc bằng, hoặc là lớn hơn hoặc bằng mi 2. Đó, thì cái giả thuyết không á, thì chúng ta thường là phát biểu bằng cái đẳng thức này. Tức là khi mà không có sự khác biệt thì chúng ta cho nó là bằng nhau. Và giả thuyết không là giả thuyết cần được kiểm định. Còn giả thuyết không và giả thuyết đối là được xem là tập hợp phụ của nhau. Giờ chúng ta ví dụ như là muốn trả lời cho một câu hỏi, có thể kết luận là trung bình dân số bằng 50 hay không? Thì đây là cái câu hỏi hypothesis, giả định mà chúng ta cần phải trả lời. Đó là trung bình dân số có bằng 50 hay không? Thì sẽ thiết lập cái giả thuyết ban đầu, đó là giả thuyết không, tức là mi bằng với 50. Thì giả thuyết đối của chúng ta sẽ là mi khác với 50. Còn khi mà có hypothesis là có thể kết luận là trung bình dân số lớn hơn 50 hay không, thì mình sẽ làm ngược lại, tức là H0 này nhỏ hơn hoặc bằng với 50, thì cái giả thuyết đối nó sẽ là lớn hơn 50. Rồi cái này cũng ngược lại thôi, tức là có thể kết luận trung bình dân số nhỏ hơn 50 hay không, thì cái giả thuyết của chúng ta sẽ đi đưa ngược lại với lại cái ban đầu, cái giả định ban đầu nhỏ hơn 50 thì chúng ta sẽ cho cái hypothesis, null hypothesis đó là lớn hơn hoặc bằng 50. Thì cái mệnh đề đối lập lại đó sẽ là nhỏ hơn 50. Và lưu ý là không thể từ chối H0 hoặc là chấp nhận H0. Mình không có được nói là cái mệnh đề giả định ban đầu là đúng hay là không đúng. Nhưng mà mình chỉ có thể kết luận đó là mình từ chối cái giả thuyết thôi. Tức là mình đưa ra một giả thuyết và mình từ chối hoặc là mình chấp nhận cái giả thuyết đó. Chứ mình không thể nói đó là đúng hay là sai. Rồi đến phần số thống kê kiểm định thì đây cũng là một cái bước trong kiểm định giả thuyết thống kê. Sau khi mà mình đã đưa ra giả thuyết, đưa ra hai giả thuyết, thì đến bước tiếp theo đó là thống kê kiểm định, gọi là test statistic, là các số thống kê có thể tính được từ số liệu của mẫu. Và số thống kê kiểm định thì đóng vai trò ra quyết định, vì quyết định từ chối hoặc không từ chối tùy thuộc vào độ lớn của số thống kê kiểm định. Số thống kê kiểm định đó là một đại lượng, đó, được tính theo công thức
là bằng với lại số thống kê sát hợp trừ cho thông số theo giả thuyết và chia cho sai số chuẩn của số thống kê sát hợp, thì nó có công thức Z thì được tính như thế này. Và mu không tức là giá trị trung bình của dân số theo giả thuyết, thì Z là bằng x vuông ngang, x ngang này chia trừ cho mu zero và chia cho sai số chuẩn, độ lệch chuẩn. Rồi, thì đây là cái công thức để mà tính Z, là tính về thống kê, số thống kê kiểm định. Và cái số này nó sẽ đóng cái vai trò quyết định là chúng ta sẽ từ chối hay là không từ chối cái giả thuyết ban đầu. Về phân phối của thống kê kiểm định thì cần phải biết rõ phân phối xác suất của số thống kê kiểm định. Ví dụ như là mình có công thức tính của số thống kê kiểm định rồi, là Z thì là phân phối bình thường, phân phối bình thường chuẩn. Nếu H0 đúng và các giả định sẽ được thỏa theo cái H0, là cái quy tắc khi mà chúng ta quyết định là từ chối hay là chấp nhận cái giả thuyết ban đầu, thì tất cả các giá trị mà số thống kê kiểm định có thể giả định là những điểm nằm trên trục hoành của đồ thị phân phối số thống kê kiểm định và được chia làm hai nhóm. Một nhóm cấu tạo nên vùng từ chối và nhóm kia cấu tạo nên vùng không từ chối. Các giá trị của số thống kê kiểm định cấu tạo nên vùng từ chối là những giá trị ít có khả năng xảy ra nếu giả thuyết ban đầu là đúng. Và cái quy tắc, nói tóm gọn hơn là cái quy tắc đó, thì chúng ta từ chối cái giả thuyết ban đầu nếu giá trị của số thống kê kiểm định tính được từ mẫu là một trong những giá trị nằm trong vùng từ chối. À, tức là khi mà chúng ta tính ra Z này á, thì cái khoảng nó nằm trong cái giá trị nào á, thì chúng ta sẽ từ chối H0. Còn nếu mà nếu cái giá trị của số thống kê kiểm định nó là một trong những giá trị mà nằm trong cái vùng từ chối, nằm trong vùng không từ chối, thì chúng ta sẽ không từ chối cái H0. Đó, đây là cái quyết định về phần lý thuyết. Thì khi mà chúng ta tính ra được cái số thống kê kiểm định là số Z này, thì chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định. Thì cái quyết định nó sẽ dựa vào những cái nguyên tắc như thế này. Đó, thì cái số, đây là số thống kê kiểm định. Rồi, thì nó có mối tương quan như thế nào đối với cái mức độ ý nghĩa, gọi là level of significance alpha. Đó, thì cái cách tính alpha như thế nào? Nó là một cái ngưỡng có ý nghĩa thống kê. Mình sẽ quyết định xem giá trị nào nằm trong vùng từ chối và giá trị nào nằm trong vùng không từ chối được thực hiện dựa trên cơ sở của ngưỡng có ý nghĩa thống kê mong muốn. Mình có ký hiệu là alpha. Thì cái này cần phải nắm vững cái khái niệm của nó để mà biết các ứng dụng của nó, thì cái ngưỡng alpha nó như thế nào. Vì cái quyết định của mình nó sẽ dựa vô rất nhiều vô cái hệ số alpha này. Thì đa phần cái giá trị của alpha thường được chọn đó là 0.01, 0.05 và 0.1. Đó, thì cái phần này á, là bài tập về nhà mà các bạn tìm tra cứu tài liệu xem và giải thích tại sao khi mà alpha thường là được cho với những cái giá trị này, và những giá trị này thì nó khác nhau như thế nào khi mà không alpha bằng 0.01, alpha 0.05 và alpha 0.1, thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Bởi vì cái ngưỡng ý nghĩa thống kê này, level of significance alpha, tức là một cái xác suất, mà xác suất này rất là quan trọng là để từ chối. Khi từ chối mệnh đề đầu đó, từ chối cái giả thuyết
giải thích không. Một khi mình từ chối hoặc là mình bác bỏ chấp nhận giả thuyết không thì mình sẽ dựa vô cái hệ số alpha. Một là hệ số alpha và hệ số z, thì hệ số z á, thì mình cũng có công thức tính rồi. Và cái điều cần nắm thứ hai đó là hệ số alpha. Và hệ số alpha thì nó có ba cái hệ số, đó là 0.01, 0.05 và 0.1. thì khi nào mà mình áp dụng vô những cái con số này, đó là cái này các bạn về nhà các bạn tìm hiểu, thì khi mình tự tìm hiểu mình sẽ hiểu rõ, hiểu sâu hơn là những gì mà cô nói trong cái slide trong bài giảng đó. Thì thường là chúng ta nghe nhưng mà nhiều khi mình không hiểu lắm hoặc là mình sẽ không hiểu sâu bằng là các bạn tự tìm hiểu nó là như thế nào. Đó, thì cái ngưỡng thống kê nó có sẽ có ba giá trị này và rất thường hay gặp trong cái những cái bài thống kê của mình. Rồi về những cái sai lầm thống kê đó, thì những cái phần này á, mình sẽ nói qua nói sơ qua thôi, tại vì cái này là sẽ học trong cái bài sau, trong cái buổi 6 thì mình sẽ học kỹ hơn vì phần này nó cũng khá là phức tạp. Thì mình học, mình chỉ còn khoảng tầm 10 phút nữa thì học sẽ không có đủ để mà nói rõ hơn, nói kỹ hơn về cái sai lầm loại 1 và sai lầm loại 2. Thì thường trong thống kê á, mình sẽ có là sai lầm loại 1, sai lầm loại 2. Đó, thì khi nào mà mình từ chối và không từ chối H0 và mình so với cái điều kiện của H0 á, đó, thì cái hành động đó là đúng hay là không đúng, đó mà đúng nó là một hành động đúng, còn nó có thể rơi vô hành động sai, nó gọi là sai lầm loại 1 và sai lầm loại 2. Sau cô sẽ giải thích rõ hơn. Đó, thì chúng ta các bước kiểm định thống kê, quay lại là bước kiểm định thống kê thôi. Thì sau cái phần mà ngưỡng thống kê alpha, sau cái bước mà sau bước tính số của thống kê kiểm định đó, tức là số z, đây, mình chỉ cần nắm rõ được là bước tính của số z như thế nào đó, thì số thống kê kiểm định thì sau khi mà tính z từ số liệu của mẫu tính một giá trị của số thống kê kiểm định và so nó với các vùng từ chối và không từ chối đã được chỉ rõ. Và sau khi tính được cái số thống kê kiểm định thì mình sẽ đưa ra cái quyết định thống kê. Thì bao gồm việc từ chối hoặc là không từ chối H0. Thì H0 sẽ bị từ chối nếu cái giá trị của số thống kê kiểm định nằm trong vùng từ chối, và không bị từ chối nếu giá trị của số thống kê kiểm định nằm trong vùng không từ chối. Và kết luận đưa ra cuối cùng đó là nếu mà H0, tức là cái giả thuyết không bị từ chối, thì chúng ta kết luận đó là cái giả thuyết đối đó tương là đúng đó. Thì khi từ chối H0 thì HA là đúng. Còn nếu mà không từ chối H0 đó, thì mình không từ chối H0 thì có thể kết luận đó là H0 có thể đúng. Thì cái phần này nó là những cái bước mà chúng ta cần làm thôi. Thì đa phần nó sẽ là về phần lý thuyết để mà cần nắm vững các bước cần làm như thế nào. Thì để mà khi vô phần áp dụng đó, mình sẽ nắm rõ hơn. Và bước cuối cùng đó là mục đích của thống kê, mục đích của kiểm định giả thuyết. Nó thì mình làm hết tất cả các bước này là để mục đích gì, mình áp dụng như thế nào. Thì mục đích của kiểm định giả thuyết đó là nhằm giúp cho các cán bộ y tế, phụ trách quản trị, lâm sàng và cộng đồng đưa ra các quyết định. Vì cái phần này á, là mình các bạn là học là sinh viên ngành dược thì cô đưa ra cái kết luận này, còn đối với những bạn có thể học về toán cơ bản thôi cũng có thể áp dụng được trong phần kinh doanh rồi những cái phần khác nữa.
thì đây là chỉ là trong cái phần y tế thôi. Đó thì là mình sẽ dựa vô để mà đưa ra những cái quyết định lâm sàng và đưa ra dựa trên cái mang tính thống kê này. Thì nếu mà H0 bị từ chối thì cán bộ y tế có thể đưa ra những lời quyết định phù hợp với lại lời giả thuyết đối. Còn nếu mà H0 không bị từ chối thì quyết định đưa ra có thể sẽ không theo HA, hoặc quyết định phải thu thập thêm số liệu để nghiên cứu tiếp. Tức là khi mình từ chối cái giả thuyết ban đầu, giống như là không có sự khác biệt giữa hai dân số, thì mình có thể là sẽ không theo cái giả thuyết đối đó, hoặc là phải thu thập thêm số liệu để nghiên cứu tiếp. Và cần lưu ý là kết quả của phép kiểm thống kê chỉ là một phần bằng chứng có ảnh hưởng đến quyết định đề ra. Còn quyết định mang tính thống kê không nên được xem là cái gì xác quyết, mà cần phải được cân nhắc cùng với các thông tin sát hợp khác hiện có. Tức là khi mà mình đưa ra quyết định thì cái quyết định đối với cái mang tính thống kê dữ liệu này thì mình chỉ có kết luận được là mình có từ chối hoặc là mình chấp nhận cái giả thuyết H0 hay không. Còn đối với cái giả thuyết HA thì cần phải thu thập thêm số liệu và để nghiên cứu tiếp. Đó, tức là mình sẽ không có khoảng 100% để mà mình đưa ra cái kết luận đó, nhưng mà mình chỉ có thể là từ chối hoặc là mình chấp nhận cái giả thuyết ban đầu mà mình đưa ra thôi. Thì đến phần này các bạn có câu hỏi gì không? Hoặc là về mini test, hoặc là về phần Iraq thì các em có câu hỏi gì không? Để bữa sau mình sẽ nói rõ hơn, mình thảo luận kỹ hơn về những cái phần mà các em không hiểu á. Vì hôm nay thì chúng ta sẽ học đến phần này thôi, để bữa sau á, mình sẽ nắm rõ hơn, hiểu rõ hơn. Nếu mà các em có câu hỏi hoặc là có phần nào mà muốn trao đổi kỹ hơn á, thì chúng ta sẽ trao đổi qua cái bài 6. Ví dụ như bài tập nào mà không hiểu, rồi phần định nghĩa nào không hiểu, thì các em cứ mạnh dạn lên nha. Để bữa sau mình sẽ nói rõ hơn. Thì bữa sau á, mình sẽ học tức là cái phần lúc nãy mình đã